Cùng toàn thể mọi người đang theo dõi trên kênh YouTube của em. Hôm nay thứ hai đầu tuần em mình về hàng tuyển chọn một bộ rề bao đèn, đây là bao ua đèn modern rất là VIP khủng long của hãng Chiêu Đơi. Đây là cái modern bao là 845 SE Only nha các bác. Bộ này thì em tuyển chọn từ bên Nhật về 845. Một trong những cái dòng bóng cho chất lượng âm thanh rất là hay. Đối với con 845 SE này các bác có thể đánh với nhiều các dòng loa. Và kế bên này là chiếc rè TRV4 SE. Đối với chiếc rè đẹp xuất sắc này thì chạy hoàn hảo và chạy toàn bộ bóng zin nha các bác. Về phần power thì chúng ta đã được nhìn thấy ạ. Một chiếc bao cực kỳ khủng long với size ngang là 47cm. Cái bao này nặng gần 40 cân nha các bác. Và em về trong tình trạng máy có khiển rất là mới. Đấy, khiển rất là mới này. Đấy. Con máy này thì bên bên kia chủ cũ họ dùng rất là giữ gìn, nên là tình trạng máy còn gần như là mới. Và đặc biệt ở trên cái hệ thống máy này đã được nâng cấp bóng lên, nâng lên cái dàn bóng rất là cao cấp. Ở đây sẽ là hai quả bóng 845 Pestven, phiến đen và chân vàng, có giá trị rất là cao. Ở phía bên dưới này là một cặp bóng 6SN7 GTB của hãng Tung Soi. Đấy, còn quả 300B, một cặp 300B thì vẫn giữ zin của Chi. Đấy, đó là những cái mà nâng cấp cần chú ý trên con máy này. Đấy, giá trị rất là cao cho chất lượng âm thanh tốt. Với bộ rề bao GOD 845 SE và chiếc rề là TRV4 SE, một bộ combo rề bao cực kỳ là khủng. Dạ, xin phép dùng từ khủng tại vì rất là to. Đấy, xin nhắc lại là chiều ngang của cái bao này là 47 và sâu, máy sâu cũng là khoảng 40, 47, 45, 47. Đấy, nếu mà cả tính đúng thì là 50, nặng gần 40 cân. Đấy, 845 nha các bác. Bộ này hiện tại em đang có mức giá rất là tốt cho các bác chơi sưu tầm. Bộ này là có giá là 105 triệu. Dạ, dành cho bộ rề bao 845 SE. Cấu hình như em đã nói. Dạ, tình trạng thì máy zin nguyên bản 100% từ bên Nhật đấu mạng về, nên là các bác anh em yên tâm hàng về chất lượng. Đấy, còn em sẽ quay cho các bác số series máy để chúng ta được biết và nắm rõ. Đây là số series của cái rề. Đấy, nên các bác yên tâm là hàng từ bên Nhật về, không phải hàng nâng cấp hay là đổi cái gì đó, nên các bác yên tâm. Rất là mới nha các bác. Rồi, ai có nhu cầu chơi bộ này thì liên hệ cho em ha. Giá rất là tốt, 105 triệu cho cấu hình khủng như thế này. Dạ. Yeah.